khi mình set hai quay đó nha, khi set hai quay đó, cái này là input nè, cái này là chia tần số nè, bass với là hai thôi. Còn cái tần số bên cạnh là để chia cho ba quay, thì mình không dùng tới thì mình chỉnh không có tác dụng đâu. Trong cái 3400 thì nó có delay cho sub. Thì nếu mà cái loa của anh mà để loa full trên loa sub như vậy á, để thẳng một đường như vậy á, thì anh không dùng delay. Nhưng nếu anh có cái cây á, anh nếu mà cái cây mà chống lên loa sub á, thì á, anh để giùm em 1.3 thôi, 0.7. 1.3 là treo cho 2 mét. 1.3 là có nghĩa là 1.3 là anh sẽ dùng cho loa full treo tường và loa sub để dưới đất. Còn nếu mà anh dùng cái cây để lên sub á, thì anh sẽ để ở đây khoảng 0.7 thôi ha, cỡ 0.6, 0.7 thôi, anh để ở cái vị trí này. Còn cái volume này là volume bass nè, volume sub nè ha. Đó. Còn volume này á, volume này là của mic nè, của mic thì không dùng tới nha, không dùng tới. Cái này tắt đi, cái nào mà đóng á, cái nào mà đóng lại thì không dùng tới đó. Còn volume bên này á là của loa full, volume bên này của loa full ha, volume bên này của loa full đó. Loa full muốn tắt đó là chỉ có dùng mũi tè thôi. Loa full thì thông thường á thì người ta không có dùng cái giảm bên dòng Behringer, cái nó chỉ giảm dB thôi, chứ nó không muốn cắt là nó phải mua tay lại. Rồi ở đây nó có cái limiter. Ở đây nó có cái limiter nè. Thì á, nếu mà cái đèn trên mixer của mình mà nó sáng mạnh quá thì mình mở chức năng này lên. Còn nếu mà cái đèn trên mixer của mình mà nó không đổ lại thì mình không cần dùng cái mixer này, cái chức năng này ha. Rồi, ok.